một cái chai gì mà 400 mấy, trời. Thực ra thì với bạn bè thì không quan trọng, nhưng mà lúc đó thời điểm đó thì 400 mấy với em rất là lớn, rất là quan trọng. Mà đồ quà không thương tiếc. Đến năm nay dịch chưa có đãi ăn nữa vẫn bắt tặng quà. Mà thôi, nói gì thì nói thì sống tính thật. Tính khí thất thường, làm việc thi. Đúng vậy, đúng cái tờ rồi. Đúng rồi, nhận đấy. Jeans mini mình lung linh khi lên đầu, lấy một chiếc mũ thầu sau 30 năm trong chơi chở thợ ông bố những mũ khi lên đầu. Không có Gucci hay Gabbana, look ở trên phố như Superstar. Xin đừng cho drama is my papa. Bước rồi lượt đi thật thanh lịch, một ngày trôi qua như một vở kịch. Về sự nghiệp và cái tên lên cao, mà thị trường có một chút lao thao. Tìm ở đâu bây giờ đây? Nàng ở đâu tìm có phải cái tầng mây? Xin chào mọi người, chúng mình là nhóm B336. Yeah, và chào mừng mọi người đã quay trở lại với chương trình Radio B336. Ở đây sẽ là một nơi mà dành riêng cho các bạn trẻ và đặc biệt là các bạn fan của B336 tụ họp lại đây và kể cho nhau những cái câu chuyện mà ở trong cuộc sống chúng ta có thể khó chia sẻ với gia đình cũng như là bạn bè của chúng ta. Và các bạn có thể gửi những cái tâm sự này, những cái thông tin của bạn qua trang Radio B336 Online Confession. Tất cả các thành viên của B36 sẽ cùng lên cái trang này và đọc tất cả những cái confession của các bạn, tổng hợp lại và chúng ta sẽ cùng ngồi lại đây và cùng đọc với nhau. Và như mọi người đã thấy thì ngày hôm nay chúng ta sẽ không có một thành viên nữ nào của B36. Và ở đây chỉ có 3 chàng trai thôi. Nên là mong cái ngày hôm nay của chúng ta sẽ không quá là khô khốc. Được không các em? Được luôn anh ơi. Ok, đầu tiên chúng ta hãy đến với confession cũng đầu tiên đi ha, mang tên là Đà Lạt. Đối với mình, kỷ niệm những năm học phổ thông là kỷ niệm vui nhất trong cuộc đời. Tụi mình được vui chơi, có những lúc ăn vụng trong giờ học hay trong giờ kiểm tra thì chép bài nhau. Bởi vì học lớp chọn nên 3 năm mình không bị đổi lớp. Vì vậy những kỷ niệm của 3 năm đều là những kỷ niệm đẹp nhất cuộc đời của mình. Đối với mình, kỷ niệm vui nhất là cuối năm lớp 11. Mình đi Đà Lạt với mọi người và với giáo viên chủ nhiệm. Mình nhớ đêm cuối trước khi rời Đà Lạt, tụi mình thức khuya và để kể chuyện ma, rồi chơi ma sói, đánh bài Uno. Khiến khách sạn lên gõ cửa vì làm ồn, rồi có qua từng phòng bảo đi ngủ rồi giả ngủ. Chỉ mong sau này chúng mình sẽ có cơ hội họp lớp, dù sẽ có những cuộc vui như hồi đó. Nhân đây thì em cũng mong được nghe B336 cover bài Có Hẹn Với Thanh Xuân. Hi hi, tại em thấy nó hợp với tâm trạng của em ạ. Ok, đó là confession đầu tiên kể về cuối năm lớp 11. Ở đây thì ai đang học lớp 11 hay là gần với cái cột mốc đấy không? Em gần nhất là anh Mon thôi, tại vì em chắc là cái confession này phải qua năm sau em mới trả lời được. Nhưng mà em vẫn có thể đi chơi với lớp mà. Em cũng vừa đi chơi với lớp ở trên Đà Lạt làm gì. Đúng rồi. Năm ngoái là lớp 10 thì vừa thi học kỳ xong thì em cùng với trường em được đi lên Đà Lạt để gọi là xả stress sau một mùa thi cũng như là một cái học kỳ. Tụi em lên đó đi rất là nhiều nơi và cả trường đi luôn cho nên nó rất là vui. Em với lớp em đi buổi tối trốn khỏi cái khách sạn để đi. Xong rồi cũng gặp mấy thầy cô cũng trốn đi ra luôn. cùng một buổi tối mà một cái quán luôn mà hai nhóm học sinh với nhóm thầy cô ngồi kế bên nhau vậy nè. Không ngại à? Vậy ngại sao ngại? Thì mình đã trốn mình đi rồi. Thầy cô cũng trốn đi luôn á. Nhưng mà lại gặp mình hai người trốn nhau lại gặp nhau nữa. Tại vì anh thấy là cái Đà Lạt là một cái nơi mà kiểu như là đi chơi rất là nhiều kỷ niệm. Anh không biết ở đây như nào nhưng mà chắc là nhóm mình khá là nhiều kỷ niệm đúng không? Từ những cái lần mà có quay hình mà không có quay hình luôn. Đây chúng ta có thể thấy là đây là một trong những cái chương trình mà chúng ta quay ở trên Đà Lạt. Mà cũng là cái show mà chúng ta chia tay với một thành viên. Đấy rất là nhiều nước mắt luôn đó. Ồ,
ông đấy. Thật sự là em rất muốn xem lại cái buổi diễn này mà không biết xem lại đâu luôn á. Thì anh thấy là kiểu như là cũng như cái câu chuyện mà bạn Confession đầu tiên vừa chia sẻ ấy, thì nếu mà chúng ta lên Đà Lạt ấy, thì thứ nhất là cái không khí của nó, thứ hai là những chúng ta đi với ai ấy, thì nó rất là quan trọng. Kiểu như là cái việc mà mình chọn những cái người đi cùng mình mà thực sự mình yêu thích và chia sẻ ấy, thì nó khá là vui. Yeah. Mong nói gì đi em? Sao Mong im lặng vậy? Em đợi anh em nói xong bắt đầu mình mới nói. Tại thấy em không nói nên mới nói. Đúng rồi. Nhớ cái lần mà chạy sáng tác. Đấy, cái lần đấy là lần đầu tiên mà nhóm mình đi Đà Lạt. Đầu tiên đi chung luôn, đầu tiên đi chung luôn. Đầu tiên đi chung mà đi Đà Lạt luôn. Sau đó đi xa luôn đấy. Sau đó thì cái đêm hôm ấy thì nhóm Nam ở một cái phòng rất là đẹp. Có ba cái gương chiếu thẳng vào một cái giường. Nhưng mà phòng đấy trước là phòng của nữ, bắt đầu phòng của nữ mới kêu là ba cái gương chiếu vào cái giường sợ quá, kiểu nữ hay bị kiểu nhạy cảm về cái chuyện tâm linh ấy. Cho nên là nữ muốn đổi phòng với Nam. Thì bắt đầu là Nam cũng ok rồi, thì Nam mà mình cũng qua lăng rồi, mình cũng qua mình ở. Ai biết đâu sáng hôm sau chơi ngủ làm sao mà cả cái rèm ở trên trần nó rớt xuống. Đúng rồi. Mình không đụng vô luôn mà nó vẫn rớt. Không đụng vô luôn mà nó rớt xuống. Một cái rèm màu trắng mà dài như kiểu có cái chuyện gì đấy. Xong rồi sáng sau ba anh em sợ quá, sau đó là mới chuyển phòng đúng không, mới chuyển phòng thì mình mới ngủ bên cái phòng bên kia đúng không? Đúng rồi, đó phòng đó là ba người, xong rồi ba người, xong rồi quay qua sang ngủ bốn người luôn. Năm người đi mà bốn người ngủ phòng kia luôn. Đúng rồi. Phòng ba người, bốn người ở với nhau. Nói chung thì nó đều là những cái kỷ niệm đẹp mà nó sẽ là một cái hồi ức sau này chúng ta nhìn lại thì vô cùng là tuyệt vời luôn. Vừa rồi thì còn một cái điều nữa ở cuối confession của cái bạn này, đó chính là bạn ấy muốn là B36 sẽ cover lại một đoạn nhỏ trong bài hát Có Hẹn Với Thanh Xuân. Thì chắc là anh nhờ Kenji đi, em sẵn ở đó thì em có thể vừa đàn vừa hát cho bọn anh nghe. Rất là hợp tâm trạng. Thực ra là hồi nãy em đánh là em không biết trước chuyện nha, mà em cũng đánh cái bài này rồi đó. Cho nên em đánh hoài tháng, cho nên là nhưng mà thương bạn lắm mới ra hát cho bạn nghe đó nha. Không thực lời. Hay có em ơi. Thôi để em tiếp theo cho em gửi cũng là anh ba để em đọc cái confession thứ hai cho. Okay, anh rồi. Ba khi quê ở miền Tây. Men. Khi mà em nhận được cái confession thứ hai này của bạn ấy, thực sự là em cảm thấy choáng ngợp bởi vì là bạn có rất là nhiều tâm tư và tình cảm. Dài cực. Hiểu. Cố gắng để em đọc để cho mọi người biết được câu chuyện của bạn. Cái confession thứ hai này có tựa đề là Khi bạn thân là một đứa con gái. Xin chào các anh chị nhóm B36. Em đến từ thành phố Quy Nhơn. Em là một big chính hiệu ạ. Em đã là fan của nhóm từ khi em 13 tuổi. Bây giờ thì em đã 16 tuổi rồi ạ. Em biết đến nhóm cũng nhờ con nhỏ bạn thân bánh bèo của em. À, nó kiêm luôn cả hàng xóm nhiều chuyện của nhà em ạ. Vì nhà em sát vách nhà nó, hai đứa đi chơi chung, đi học cũng ngồi chung. Thì em thì là con trai, mà giết em chơi với nó xong em thấy càng ngày em càng nữ tánh như nó luôn mọi người ạ. À, kể về câu chuyện vì sao em trở thành bitch cho mọi người nghe. Đó là do con bánh bèo bạn của em nó mê anh chị trước, xong hồi đó ngày nào nó cũng bắt em nghe nhạc của B36. Xem chương trình của B36, em mà không nghe hay không xem mà nó sẽ giận. Đấy, nghỉ chơi với em, lúc đầu là nhóm đông thành viên, em còn không nhớ hết tên và mặt của mọi người. Vậy mà nó bắt em phải học thuộc để nó kiểm tra. Một đứa con trai như em chỉ thích chơi game, vậy mà nó đồng hóa em phải theo sở thích của nó, hay ghê.
theo dõi nhóm cùng nó. Giết rồi em cũng biết tên và mặt của các anh chị, nghe những bài hát và các chương trình từ Đông Tây Nam Bắc, nghệ sĩ thử tài B336, phim La La School. Và rồi đến ngày em cũng biết được cảm giác thần tượng, yêu thích idol là như thế nào. Mấy lần mà biết được các fan ở thành phố Hồ Chí Minh được gặp B336 là nó lại bảo em nhất định sau này hai đứa phải vào thành phố Hồ Chí Minh học đại học để được gặp các anh chị. Mà em cũng đồng ý với nó rồi vì em cũng thích thế. Đấy. Biết nhóm mình đang làm chương trình radio B336, thế là nó rủ em viết confession cho các anh chị. Mà em suy nghĩ không biết viết cái gì nên em nghĩ nhân đây em sẽ bóc phốt nó. Chính con mạnh bánh bèo của em, Losica, tao mong các anh chị B336 sẽ chọn đọc confession này. Và tao biết rằng mày đang xem chương trình luôn á. Mày có thể nào đừng nắng mưa thất thường được không? Mỗi ngày được mẹ mày cho dự báo thời tiết trước rồi mà ta vẫn không thể đỡ nổi cái tính khí sơ dỡ ương ương của mày á. Đây giọng miền Nam mọi người. Lâu lâu dẫn mẹ dẫn nhẹ chút xíu cũng giận rồi, làm quá vấn đề. Lúc người ta nghiêm túc thì lại đi bông đùa. Thêm cái khoảng chúa hậu đậu, đi đâu quên đấy. Mày không nhớ từ lúc được xài điện thoại mày làm mất mấy cái rồi đâu. Nhưng mà tao nhớ đấy. Mỗi lần mày làm cái gì, nhà mày lại chạy qua hỏi tao, nhờ tao đi tìm dùng. Rõ chán con gái ạ. Mày phải cảm ơn vì có đứa bạn thân vừa đẹp trai, tốt bụng, giỏi giang như tao đi nhá. Nhân đây thì tao cũng muốn nhắn nhủ đến Logic vài điều nhẹ nhàng. Nhớ thực hiện lời hứa hôm bữa mày hứa ở sinh nhật tao. Không thì tao lại lên confession của B336 bóc phốt mày nhá. Nhờ các anh chị B36 chia sẻ confession này để con bạn Logic của em được lên sóng ạ. Em cảm ơn các anh chị. Mà em thấy nhóm B36 có cả nam cả nữ. Các anh chị chơi chung với nhau rất vui. Không biết lâu lâu mọi người có gì bóc phốt nhẹ nhau không ạ? Tụi em rất hồng đấy ạ. Hết. Wow. Nó có phải câu chuyện tình yêu không nhỉ? Hay nó chỉ câu chuyện bạn bè? Được. Đã nói là bạn thân khác giới ngay từ đầu rồi, bạn thân khác giới rồi. Tại vì lâu lắm rồi mình mới đọc được và cũng như là mình được nghe được những cái câu chuyện từ các bạn fan của chúng ta ấy. Không nghĩ là mọi người dành tình cảm nhiều như thế cho mình nhé. Nên là anh thấy khá là bị chững lại một xíu ấy. Thấy là cái câu chuyện mà của hai bạn này khá là vui. Kiểu nó chưa bị kiểu như là bị áp lực bởi nhiều thứ ngoài xã hội bây giờ ấy. Nên là nó còn khá là hồn nhiên. Trong ba người thì có ai là có bạn thân là nữ không? Em biết ai có luôn rồi. Winner chứ sao Winner không có sao? Không, em hiểu các anh của em mà. Chỉ có ông Mon có thôi. Đúng rồi. Mình có một người bạn thân, mình có hai đứa bạn thân khác giới lận các bạn ạ. Thực sự thì khi mà bọn mình đọc tập cái chuyện này lên thì cũng cảm thấy rất là, như là anh Winner nói, chững lại. Tại vì là không nghĩ là tình cảm của mọi người dành cho B36 lại nhiều đến như vậy. Cảm ơn bạn rất là nhiều. Thì nói qua về hai đứa bạn thân của mình thì như này. Một bạn là ở Hà Nội, một bạn là cũng ở Hà Nội nhưng mà lại ở trong Sài Gòn, sống ở trong Sài Gòn. Thế cho nên là khi mà chia sẻ ấy, được rất là nhiều lời khuyên cũng như là những cái tâm sự của các bạn con gái dành tặng cho mình. Bởi vì là đôi khi mình nói chuyện với con trai nhiều ấy, mình có những cái ảnh hưởng của con trai. Khi mình nói chuyện với con gái mình cũng thấy cái hay của con gái, một cái lối suy nghĩ đồng điệu ấy. Rồi. Biết gì đúng không? Nãy bạn nó có một chi tiết mà giờ em mới nhớ ra. Là nắng mưa thất thường. Thì con gái mà bạn, thì nó thất thường gái là đúng rồi. Thì tính khí thất thường là hội thi. Đúng vậy. Đúng cái đúng từ rồi. Thực thi cũng nhận đấy. Nhiều lúc nói rất nhiều. Nhiều lúc nói rất ít lúc... Đúng. Mà mình nói nhiều lại bị chửi. Không chơi vậy nha, kỳ nha. Nhưng mà nếu mà nhây lại kỳ, chơi đùa tí thì căng. Thì trang luôn á. Không, nhưng mà như thế mới là con gái ấy. Anh em thì mới con gái. Nó là con quỷ lâu... chứ không phải con gái. Nó là con quỷ. Con gấu. Nhưng mà không phải con gái nào cũng như thế. À không, con gái nào cũng như thế. À không, con gái nào cũng như thế. Thì bạn ấy cũng nhấn mạnh là cái bạn thân này là bánh bèo mà. Cái điều hình như lúc anh vừa đọc được ở cuối trong cái conversation đấy cũng không được nghe mọi người bóc phốt. Trời ơi, hình như livestream nào bóc phốt nhau mà, livestream nào của nhóm bóc phốt nhau. Thật ra là chẳng cần livestream hay gì đâu mà chúng ta làm mọi việc đều có thể bóc phốt nhau em ạ. Đúng vậy. Thôi đi, đến đi, bắt đầu đi. Anh thì tại vì dạo này không gặp được mọi người nên là anh chả gì để bóc phốt cả. Anh chỉ cảm thấy là nhớ mọi người thôi.
Yeah, that's it. Nó phốt những cái chuyện trước đây ấy, như là khi ra mất điện thoại rồi hay đi trễ rồi thi dây cái thứ ấy nhỉ. Rồi để em nói nha. Sinh nhật chị Hana năm ngoái chưa có đãi sinh nhật, xong rồi đi vô một cái môn xong bắt nằng nặc đòi em tặng quà. Đòi quà mà tặng quà, chọn quà không chọn nha. Ấy lộn, ý em là chọn quà mà bả không chịu nha, bả phải chỉ đúng cái món này, đúng cái món này. Trời ơi. Đen. À, một cái chai gì mà 400 mấy trời ơi. Thật ra thì với bạn bè thì không quan trọng, nhưng mà lúc đó thời điểm đó thì 400 mấy với em rất là lớn. Rất là quan trọng. Mà đòi quà không thương tiếc. Đến năm nay dịch chưa có đãi ăn nữa vẫn bắt tặng quà. Mà thôi, nói gì thì nói thì xấu tính thật. Nói chung là không phải gọi là một cái tập xấu đi, nhưng mà mình kể lại một cái kỷ niệm thôi. Là đợt trước quay cũng một cái chương trình online như thế này, mà Việt Thi với Hana, hai người có trục trặc về kỹ thuật, quên bấm sụt cái kiểu. Thế là mình lại phải quay xong nguyên cái số rồi. Thôi mình nói rất nhiều xong rồi check lại chưa gửi sụp. Thế là mình phải quay lại. Một cái fact ở trong đó rất là buồn cười, đó chính là nếu mà hai người quay cùng một số ấy, thì có thể cứu vớt được cái số còn lại đúng không? Nhưng không, đúng rồi. Hai bạn tách nhau ra và cuối cùng là phỏng cả hai số luôn, thật là tuyệt vời. Thật là đáng buồn. Tạm gác lại confession thứ 2 vừa rồi của chúng ta. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với confession cuối cùng của số radio ngày hôm nay. Và cuối cùng thì chúng ta sẽ nhờ đến em Kenji. Em có thể đọc cho anh cái confession cuối cùng. Ok, em sẽ đọc gọi là confession cuối cùng trong ngày hôm nay. Là một confession vô cùng xúc động, mang tên con yêu ba nhiều lắm. Chào các anh chị B336. Em năm nay 15 tuổi đến từ Đồng Tháp. Hôm nay em muốn dành những tâm tư, tình cảm này gửi đến cho ba, mẹ của em. Hiện tại ba của em đang sống xa gia đình. Ba em lên Sài Gòn để làm việc kiếm tiền nuôi em ăn học. Em không sống chung với ba đã 7 năm rồi ạ. Khoảng 2 tháng thì ba về thăm nhà 2-3 ngày rồi lại lên lại. Tết thì ba sẽ ở lại lâu hơn. Mẹ bảo là vì ở quê ba không kiếm được việc và kiếm đủ tiền nên ba lên thành phố để kiếm tiền nhiều hơn. Sau này em học đại học thì mẹ với em chuyển lên đó với ba luôn. Như những đứa bạn khác thì ở chung với cả ba, mẹ. Còn em thì chỉ ở với mẹ thôi nên em cũng không thân với ba lắm. Cũng ít khi nói chuyện với ba. Mỗi lần ba gọi về thì chỉ nói chuyện với mẹ và cả mấy cậu. Em cũng chỉ chào hỏi vài câu rồi thôi. Nhiều lần ba hỏi em con trai không thương ba hả? Mà em cũng chỉ cười. Một phần thì em là con trai, tính em lại trầm tính, ít nói. Em cũng không thích thể hiện tình cảm. Và em cũng tự lập từ nhỏ nên em không biết cách thể hiện tình cảm với ba như thế nào. Nhưng trong lòng em thật sự rất yêu thương ba của mình. Em cũng hay hỏi mẹ về những chuyện của ba sau khi ba nghe mẹ nói chuyện điện thoại xong. Em biết ba lên trên thành phố rất vất vả để kiếm tiền nuôi em ăn học, cho em có đầy đủ như bạn bè. Ba cũng rất lo lắng và quan tâm em. Ba cũng nói chuyện với mẹ về những sở thích, sở trường của em để định hướng ngành học cho em sau này khi em lên đại học. Ba biết em thích máy tính, lập trình nên hướng em sau này học công nghệ thông tin, đúng y chang suy nghĩ của em luôn. Mấy nay em xem tin tức thì biết được tình hình dịch bệnh Covid-19 ở thành phố Hồ Chí Minh rất nghiêm trọng. Nhà trọ ba em lại ở trong khu cách ly và ba cũng không thể về quê được do bị phong tỏa. Em rất lo lắng cho ba. Mỗi ngày ba gọi về báo ba khỏe mạnh, nhưng em cũng rất sợ và thương ba. Có những ngày ba hết đồ ăn phải ăn tạm mì gói và chờ đồ cứu trợ. Nghe mẹ kể mà em xót ba rất nhiều. Em chỉ ước ba được đi về Đồng Tháp và dịch bệnh sẽ nhanh hết để cuộc sống trở lại như bình thường. Nhân đây em muốn gửi đến ba những lời mà em không thể nói trực tiếp. Ba ơi, con yêu ba nhiều lắm. Ba hãy gìn giữ sức khỏe, cố gắng vượt qua đại dịch này nhé. Con và mẹ chỉ cần có ba thôi. Con sẽ cố gắng học tốt để đậu đại học trên Sài Gòn để cùng mẹ sống với ba. Vậy nên cố lên ba của con nhé. Em muốn nhờ B36 gửi tặng bài Daddy đến ba của em ạ. Tâm thư nó không còn là fake confession nữa, anh nghĩ là một bức tâm thư của cái bạn này muốn gửi được những cái tâm tư nguyện vọng mà kiểu như là nếu mà chúng ta, ngay cả anh và anh nghĩ là thế hệ trẻ bây giờ cũng thế thôi, kiểu như là mọi người tất nhiên là cái khoảng cách giữa cha và con hay mẹ và con thì nó sẽ có thể rút ngắn được nếu mà chúng ta muốn, nhưng mà
Trong cái câu chuyện đó thì nó vẫn còn rất là nhiều những cái mà mình rất là khó có thể nói với cả ba mẹ. Ví dụ như là tự nhiên bây giờ mà tự nhiên mình bảo anh mà tự nhiên chạy ra bảo là con yêu ba đi thì anh cảm thấy rất là khó. Mặc dù là mình cảm thấy là rất là thân thiết với ba mẹ, nhưng mà cái việc mà nói ra mình cảm thấy có một cái sự gì đó hơi ngại ngùng chút xíu. Nhưng mà anh nghĩ là cái bạn viết confession thứ ba này muốn nhân cái chương trình của chúng ta thì có thể gửi được những cái tâm tư, những cái suy nghĩ của bạn ý đang ấp ủ muốn nói với ba mà chưa có thể nói trực tiếp. Nhưng bây giờ lại đang dịch bệnh như này nữa nên là có rất là nhiều cô chú kiểu như là đang lao động ấy thì kiểu như là rất là khó khăn, phải nghỉ làm này, xong rồi kiểu như là như ba của bạn trong cái confession này lại còn đang ở cái khu trọ, còn đang ở trong khu cách ly nữa nên là thấy rất là thương cho chú ý. Kiểu do tính của mỗi người nữa, có người thích chia sẻ, có người không thích chia sẻ. Thì em là một người không thích chia sẻ. Mình biết thì tình cảm mình giữ trong lòng thôi, mình không bị gì phải nói ra. Thì mình nói ra, ví dụ mình có cái gì mình cũng nói ra thì ba mẹ càng lo hơn thôi, đúng không? Ừ. Thì ý em là vậy. Nhưng mà anh thấy là em có chuyện gì em cũng nói với ba mẹ em hết đấy. Không, không nha, không nha, tùy chứ anh. Như kiểu đơn cử em đi tập xong rồi ông mệt quá ông về ông cũng kể cho ba mẹ. Vẫn có một khoảng cách giữa em với ba mẹ. Gia đình nhìn vui, nhìn kiểu hạnh phúc nha. Vui không? Có mấy lần qua nhà Ken thấy Ken đùa với cả mẹ của Ken. Ông cái đấy buồn cười thật. Mọi người cũng phải coi được những cái lúc như thế mới buồn cười. Kiểu Ken với mẹ Ken đùa với nhau nó rất là kiểu vui mà kiểu như là người bạn ấy. Kiểu trong gia đình thì Ken con là người như là bạn, nhưng mà Ken nó đang buồn nên nó có chuyện gì nó hay tâm sự với cả Nghi. Chứ nó tôi không tâm sự với gia đình. Thôi ông ơi, ông nói ít về nhà gia đình nhà người ta thôi, ông nói về gia đình đúng ông rồi. Có ở trong gia đình người ta không mà biết. Đúng rồi. À cái lần này là lần bị nhỉ, con tôi vô số tội ạ. Cái lần đấy là em với ba tham gia chương trình đấy. Như anh Winner cũng tham gia chương trình này không ta? Đúng rồi. Nhảy Michael Jackson. Thực sự ấy là khi mà mình tham gia cái chương trình này có rất là nhiều thứ mà kiểu như là mình chia sẻ được. Thế là mình cảm thấy rất là... Hôm đấy anh kiểu rất là ngại luôn ấy. Anh thì lâu rồi, anh thì hiện tại anh đang ở mình cũng lâu rồi không ba thì cái đợt mà Tết ra đấy bắt đầu là bị xính dịch ở ngoài luôn với mẹ. Khi mà mình được ở với bố mẹ rồi ấy thì mình như một đứa con cưng luôn ấy. Mình chả phải làm gì cả, chả phải động tay động chân cái gì cả. Tất nhiên là nếu mình muốn phụ giúp ấy thì bố mẹ cũng không cho đâu. Bố mẹ anh là như thế, kiểu như là anh mà cứ vào bếp một phát là mày đi ra. Em thấy ba của anh Thắng là người đảm đang ấy. Lúc bác Thanh vào Sài Gòn nhá, bác Thanh mang đồ ăn ở Hà Nội vào rất là nhiều. Và lúc nào cũng kiểu sợ bọn mình đói ấy. Mình với cả là Kenji qua nhà anh Thắng chơi ấy. Là lúc nào bác cũng phải hỏi đầu tiên là ăn cái gì, bác nấu cho, ăn cái gì bác đi mua về cho. Rồi là nói chung là ăn xong định dọn là bác kêu để đấy tí tao dọn cho chúng mày đi chơi chúng mày. Mặc dù anh là trưởng nhóm của nhóm mình ấy, nhưng mà anh thấy bố anh như kiểu muốn cướp cái chức đấy của anh ấy. Kiểu như là mấy đứa có nhớ là năm nay hè nếu mà đã ra không dịch, bố anh kiểu như là còn định muốn tổ chức cho nhóm mình đi chơi các thứ không? Ngoái nhá. Bố anh kiểu như là rất là tâm huyết, kiểu như là chuẩn bị các thứ cho cái chuyến du lịch đấy, rồi cuối cùng dịch một phát. Bố anh kiểu ôi tiếc hồi hụi luôn, ngày nào cũng kể. Trời ơi, không dịch một phát là đi chơi rồi các thứ, khổ thân tụi nó. Thật ra là nói thì kiểu như là các ông bố của mình ấy kiểu hay ít chia sẻ hơn là các mẹ đúng không? Kiểu mỗi lần mà cả hay đi chơi kiểu cả nhóm với cả các bố mẹ ấy, nếu mà chúng ta để ý kỹ thì kiểu các bố hay kiểu như là sẽ kiểu rất là âm thầm làm những cái điều mà kiểu tốt nhất cho mình ấy. Với cả kiểu có một cái là rất là hay là kiểu như là các bố mẹ trong nhóm mình kiểu rất là thân với nhau nha. Kiểu chả có việc gì tự nhiên cả nhóm đi tập thôi xong cũng rủ nhau đi chơi à, xong rồi kiểu không cần mình luôn ấy. Buồn cười thật sự. Sau này chúng ta là bố thì con chúng ta cũng sẽ nói như thế về chúng ta thôi. Em nghĩ là bạn ấy đã gửi tâm cười cho mình thì có nghĩa là bạn ấy cũng đã suy nghĩ được đến cái chuyện là cố gắng trong tương lai để mà có thể giúp gia đình rồi. Em nghĩ là em muốn nói riêng bạn ấy một cái mình nghĩ là bạn đang bị mắc kẹt trong một cái sự đắn đo thì mình nghĩ là thông qua đây thì mình, anh Winner với bạn Genji
cũng muốn khuyên bạn thôi. Bạn nên gọi điện cho ba của bạn và dùng hết những cái can đảm mà bạn viết cái tâm thư này ra bằng lời nói. Đúng. Nghĩ là một lần thôi, chỉ là một lần thôi. Bạn có việc mà lé lên cái... Đúng rồi, đã lé lên cái sự mà muốn nói rồi. Đúng rồi. Nhưng mà thật ra là anh nghĩ là bạn ý với cả ba bạn ý đã xa nhau tận 7 năm rồi ấy. Nên cái sự connect nó rất là khó. Nên là anh cũng mong là nếu mà bạn có thể nói trực tiếp với ba bạn ý thì rất là tốt. Còn nếu mà không ấy thì cũng có thể gửi một tin nhắn thôi. Thì nó cũng rất là tuyệt vời rồi. Tại vì các bố ấy thì kiểu như là không cần gì nhiều đâu. Chỉ cần một cái lời động viên ấy thì dịu đi trong tâm hồn ấy. Tự nhiên bùng một phát mà để mà bạn gọi điện xong nói chuyện ba bạn ý thì anh nghĩ là khó lắm. Không hiểu là ba bạn có biết number 6 không mày? Ba bạn có xem... Không, thì chúng ta có thể chia sẻ xong rồi sau đó thì bạn ấy có thể gửi được link này cho ba bạn ấy xem mà. Ok. Cũng được mà. Hy vọng okay. Chú đang xem tụi con nói như thế này chú ạ. Mong là chú sẽ thấu hiểu cho bạn và cũng như là kiểu như là chúng ta có thể ngắn cái khoảng cách giữa hai ba con. Đây là confession cuối cùng rồi và nó cũng là một cái bức tâm thư rất là cảm xúc dành tặng đến cho bọn mình. Và nhân đây thì tụi mình có một món quà muốn dành tặng đến riêng cho bạn ý cũng như là luôn cho cả tất cả quý vị khán giả đang coi chương trình. Thì là một ca khúc mà của anh Winner và Kenji. Ca khúc này có tựa đề là Daddy. Jeans lung linh khi lên đầu, lấy một chiếc mũ thầu sau 30 năm đóng chơi trở thợ ông bố những mũ khi lên đầu. Không có Gucci hay Gabbana, luôn có trên phố như superstar. Xin nhớ cho drama is my papa. Bước rồi lượt đi thật thanh lịch, một ngày trôi qua như một vở kịch. Vẫn xin nghe và cái tê lên cao, mà thị trường có một chút lao đao. Tìm bắt đầu bây giờ đây, nàng ở đâu tìm có cái tầng mây. Ở trên bàn bàn cực kỳ gian nan. Chậm một cô bay nàng lay ho sao cứ đi loanh quanh tâm trí chẳng vì cứ mày lung tung cứ mày ung dung chẳng một ai chịu nói ra rồi người đó cũng sẽ đến thôi ngày hôm nay anh ta lên trường ba wow cuộc tình này đẹp là thế hãy đi kết duyên bao trùm cho cuộc sống có bao dung và lúc sống chúng nên sống lòng mặc kệ mà mai đừng có tốt sai thì người đàn ông và cái nhân này do you know why because công việc cho nên là anh chưa xong chuyện để làm một đám ở công ty nên em mới còn còn đi nè xong đưa con đi thăm ông bà hay đưa con đi chơi anh sẽ hứa là khi về anh sẽ lau nhà tặng ly đường ngầu không để em ở đâu nè xin một ngày nó đã đi chợt chạm mặt một cô gái nàng thật hay ho sao cứ đi loanh quanh tâm trí chẳng vì cứ mày lung tung cứ mày ung dung chẳng một ai chịu nói ra rồi người đó cũng sẽ đến thôi ngày hôm nay anh ta lên trước ba wow tình này đã sống có bao dung và lúc sống chúng đến sang lòng mặc kệ mà mai đừng là con sai thì người đàn ông với cái nhân này do you know why because it's daddy ba phải có là sau này lớn hay không được bất tài dù có hàng nghìn lý do khiến cho mày nghĩ mày thất bại nhìn đi phía trước còn có một chặng đường để cho mày rất dài á nhìn ba mà xem cứ bước nó mày sẽ trở thành người bất bại